chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 8. Chiều hôm qua, thị xã Bình Minh tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh đến dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu khẳng định thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm và phát huy hiệu quả tích cực. Công an thị xã và các địa phương đã duy trì củng cố 24 mô hình phòng chống tội phạm, trong đó đáng chú ý là mô hình ban quản trị chùa Tòa Sen tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử dân tộc Khmer không vi phạm pháp luật, nhà trọ, nhà cho thuê an toàn về an ninh trật tự, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống COVID-19. Dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khen thưởng cho 17 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hôm qua, tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình cũng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và biểu dương tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào này. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, điểm lại những thành tích nổi bật của huyện qua 17 năm tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, huyện Tam Bình đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm như đèn trước ngõ, mõ trong nhà, cổng an ninh trật tự, camera giám sát an ninh, thu hút nhân dân tích cực tham gia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong những năm qua, huyện Tam Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo bình yên. Theo đó, có nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đồng bào dân tộc Khmer xã Loan Mỹ, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình tặng giấy khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Chiều hôm qua, Công an huyện Bình Tân tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại xã Tân Lược. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của người dân xung quanh một số vấn đề như tình trạng cờ bạc qua mạng Internet ngày càng có chiều hướng gia tăng, đề nghị lực lượng Công an có biện pháp giải quyết dứt điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời lắp thêm camera an ninh tại các khu vực dễ phát sinh tệ nạn xã hội, cần có biện pháp xử lý các đối tượng rải tờ rơi có nội dung cho vay tiền lãi suất cao. Bên cạnh đó, người dân rất đồng tình với chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được giữ vững, ổn định, tệ nạn xã hội được kéo giảm đáng kể. Trong thời gian tới, công an các xã thị trấn cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, sâu sát địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Chiều hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Long tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn về nhà ở tại khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi. Nhà có diện tích sử dụng 48m² theo tiêu chí 3 cứng với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo, phần còn lại do thân nhân, gia đình đóng góp thêm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Hôm qua, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, có 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động ngành giáo dục tham gia hiến máu. Qua khám sàng lọc, cơ quan chức năng đã thu được hơn 160 đơn vị máu. Hoạt động này thể hiện truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái hiến máu cứu người, đồng thời hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè, chương trình Hành trình đỏ 2022. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tiếp nhận máu gặp nhiều khó khăn. Sắp tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận máu tại một số đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế vừa xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 với hai tình huống. Theo đó, tình huống 1, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch,
nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được giảm dần tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tình huống 2, xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A. Sáng nay tại Đồng Tháp diễn ra hội nghị xuất khẩu nông sản, thực phẩm thích ứng bối cảnh Trung Quốc triển khai kiểm soát nghiêm ngặt về phòng chống SARS-CoV-2. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nông sản Việt Nam thích ứng với thị trường quốc tế, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn bệnh dịch động thực vật khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm hai phiên. Phiên 1 là triển khai những quy định nhập khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm và quy định về đăng ký doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc, lệnh 248, kết nối trực tuyến với Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để thông tin về các biện pháp tạo thuận lợi hóa thương mại nông sản trong bối cảnh hải quan Trung Quốc tăng cường phòng chống SARS-CoV-2. Phiên 2 là phần phân tích tiềm năng thị trường Trung Quốc đối với nông sản thực phẩm Việt Nam của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc. Diện cây ăn quả miền Nam trình bày về vai trò biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất trái cây tươi xuất khẩu. Các chuyên gia tập trung thảo luận tìm giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu rau củ trái cây sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của chương trình nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Trong đó tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn. Phấn đấu đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt tiêu chí 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hôm qua, huyện Trà Ôn tổ chức tập huấn công nghệ thông tin năm 2022 với sự tham dự của 134 đại biểu là lãnh đạo và công chức Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua tập huấn nhằm hướng dẫn các đơn vị ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, trang tin điện tử, hồ sơ công việc, chữ ký số, giúp các xã đạt tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới và tiêu chí số 15 nông thôn mới nâng cao, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ gồm Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động VETC xử lý tồn tại bất cập trong công tác dán thẻ định danh hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, Bộ này yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, làm việc với hai đơn vị, xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối, dán chồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2022 và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, quy định hợp đồng. Trong văn bản trả lời đại biểu Quốc hội mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nêu rõ quan điểm về tình trạng ngân hàng thương mại bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Theo Thống đốc, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng, trong đó bảo đảm quá trình phê duyệt hồ sơ giải ngân cho khách hàng được thực hiện đúng quy định.